Kính chào quý vị khán giả của kênh truyền thông Việt Vision. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì sau khi Nguyễn Thúy Hạnh công bố bản danh sách 37 trang, danh sách đó gồm gần 700 cá nhân và tổ chức ủng hộ tiền cho Lê Đình Kình dưới dạng phùng điếu, thì ngay trong làng dân chủ và những người chống cộng Cali hải ngoại có nhiều ý kiến ý hiểu cho rằng Nguyễn Thúy Hạnh đã chơi khó đồng đội, hoặc là gì, Nguyễn Thúy Hạnh cố tình để lọt cái thông tin những người ủng hộ tài trợ khủng bố để an ninh làm việc. Thế thì là những người quan sát sự việc này thì anh Đinh Tăng và thầy giáo Lưu Tiến Lễ có ý kiến gì về cái vấn đề lùm xùm của nội bộ làng dân chủ nêu trên ạ? Thưa anh Bảo Trâm, nói đến những nhân vật mà chúng ta phải nói đến làng dân chủ của trong nước và miền Bắc, chúng ta nói đến là Nguyễn Thị Thúy Hạnh, nhà Khu Bách Khoa và là bồ của tên Huỳnh Ngọc Chênh, đúng không? Thì chúng ta phải biết là cái hàng ngũ dân chủ của trong nước chúng có bày trò ra để là ủng hộ người nọ, ủng hộ người kia, và có cả những hội chân sắt dân oan như bố con Dũng Mai và Trương Văn Dũng, tôi gọi là Dũng Xe Ôm đấy. Thì trong cái sự việc của tên Lê Đình Kình, chúng ta gọi là tên Lê Đình Kình mà tên gọi là khủng bố của Đồng Tâm. Trước hết chúng ta đi ngược lại thời gian một chút ngày trước, mấy ngày trước là cái tổ chức Đồng Thuận của cái tổ chức khủng bố Lê Đình Kình đã bị chết, phải nói là bị chết. Thì lợi dụng vào cái việc Lê Đình Kình bị chết, những cái hội dân chủ đã tổ chức những cái cuộc vận động gọi là tiền phúng điếu để cho Lê Đình Kình. Và nhất là gần đây là Nguyễn Thị Thúy Hạnh đã đăng tải lên một cái tài khoản để cho mọi người vào ủng hộ và gọi là tiền phúng điếu. Chính từ cái sự việc cái tiền phúng điếu của Nguyễn Thị Thúy Hạnh gọi là phúng điếu lên Đình Kình đã gây nên một cái làn sóng ủng hộ có, phản đối có, đúng không? Bởi vì tại sao chúng ta phải biết là như thế? Bởi ngay như trong hàng ngũ chống cộng cực đoan hải ngoại như David Lê và một số những cái thành phần ở bên Cali đấy, chúng đã lên án là Nguyễn Thị Thúy Hạnh về vấn đề này. Tự nhiên làm sao mà Nguyễn Thúy Hạnh đưa lên những danh sách đấy, hơn 600 người để ủng hộ, thì có phải là Nguyễn Thị Thúy Hạnh là an ninh mật vụ của cộng sản hay không để đưa những cái danh sách này ra để cho năm hết Tết đến rồi đấy, để cho những người đó bị công an người ta sờ gáy, đúng không thầy giáo như thế đấy? Vâng, đúng đấy. Chúng ta đặt ra hai câu hỏi: một là Nguyễn Thị Thúy Hạnh có phải là an ninh mật vụ của cộng sản hay không, an ninh cộng sản hay không? Cái thứ hai, hay là Nguyễn Thị Thúy Hạnh cùng một số tổ chức khác đấy, dùng cái tài khoản này để nhận cái tiền gọi phúng biếu, gọi là phúng biếu điếu cho tên rạch giả Lê Đình Kình ở Đồng Tâm đấy, để chúng chia nhau ăn Tết là tiêu xài hay không? Chúng lợi dụng cái tình hình cái truyền thông như này và mọi người chưa hiểu được cái vấn đề của tên Lê Đình Kình để gửi tiền vào tài khoản cho Lê Thạnh. Mà chúng ta biết rằng trong cái hàng ngũ dân chủ quậy có hội tổ chức chăn sát dân oan đấy, và cái hội này hội khác thì chúng chia tiền không đồng đều nhau và cũng xảy nên chúng ta đánh nhau, chúng đấu tố nhau từng tí một. Liệu chúng ta đặt Nguyễn Thị Thúy Hạnh vào hai trường hợp có được không, thưa thầy giáo Lưu Tiến Lễ? Vâng, thưa anh Bảo Trâm, thưa anh Lĩnh Tăng, thì qua theo dõi cái sự vụ Đồng Tâm thì tôi thấy thế này. Thì trước hết ta phải khẳng định với nhau là cái nhóm Đồng Thuận là cái nhóm khủng bố mà được tài trợ từ nước ngoài, phải nói như thế. Bởi vì là nó, chúng ta có rất nhiều bằng chứng là chúng nó đã nhận cái tài trợ từ nước ngoài, nhưng mà sau khi mà trong cái sự vụ ngày mùng 9 tháng 1 ấy, thì là Lê Đình Kình chết, thì cái bọn mà dân oan trong nước ấy, thì nó lại là kêu gọi để mà phúng viếng. Thì trước hết tôi phải nói là thế này, phúng viếng thì đấy là cái phong tục tốt đẹp của dân Việt Nam chúng ta, thì người ta đến chia buồn với gia đình, thì người ta có một tí gọi là đến để mà chia buồn với gia đình, và cũng như là có một tí gọi là tiền đóng góp để mà đỡ khó khăn cái lúc ban đầu. Thế thì riêng cái chuyện cô Lê Thị Mạnh này là kêu gọi từ nước ngoài về,
thì tôi chả biết là họ có buồn thật hay không. Nhưng mà Lê Thị Mỹ Hạnh này là theo tôi nghĩ Nguyễn Thúy Hạnh và cô này là cố tình đưa lên cái danh sách đấy là như là kiểu ta công khai đây là ta chết minh bạch, nhưng mà lại con dao hai lưỡi, mà có thể cô này có thể là an ninh, có thể là an ninh nằm vùng đưa lên để một là ra cái vẻ ta đây là công khai với mọi người là tôi rất trong sạch, là tôi công khai cái số, nhưng mà lại lộ ra cái danh sách là những người là ủng hộ, trong đó có cả người trong nước, có cả người nước ngoài, thì an ninh nắm được và an ninh là đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là cái tiền phúng viếng, thì tôi nói thật cái này này, tôi đã cũng đi rất là nhiều đám hiếu, đám hỉ, đám cưới, đám hiếu, là người ta phúng viếng ở Việt Nam ta thì tôi chả biết, như ở vùng quê tôi, vùng ở đây là Hà Nội thì không có đến cái phúng viếng đó như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là bọn này nó chỉ lợi dụng cái chuyện nó kêu gọi, là cũng có thể nó cũng đưa một số ít thôi, chứ nó không thể là đưa hết được, nó chỉ khoảng là 20-30 triệu đến 100 triệu là cùng, còn đâu là chúng nó lùng xùm xẻ với nhau, chúng ăn chia với nhau. Thì đấy là tôi nghĩ là như thế, và chắc chắn là như vậy, bởi vì là nó thực cái này, hoạt động này chúng nó lợi dụng nó cứ ấy để nó kêu gọi những cái tổ chức nước ngoài để mà nó ủng hộ về. Ở nước ngoài thì đâu có biết cái gì đâu, ngoài những cái thằng mà Nguyễn Văn Đài với Tạ Phong Tần với những cái thằng mà điếu cày mà bị hay mẹ nấm đi tù rồi bị trục xuất ra nước ngoài, thì còn những cái đồng bào hải ngoại mà người ta đi từ trong cái dịp 34 hay là sau 30 mà trước năm 95 thì người ta không hề biết được cái tình hình Việt Nam. Cho nên người ta có thể là người ta tin, người ta kêu gọi, người ta ủng hộ. Thế còn đại đa số đồng bào người ta đã về nước rồi, người ta thấy tình hình rồi thì người ta không bao giờ ủng hộ. Ngay cả anh gì đó, anh David Lê đấy, là anh cũng đã về nước rồi đúng không? Đúng không nhỉ? Đấy, anh David Lê đã về nước rồi, anh cũng đã thấy cho nên anh phản đối. Hay là ví dụ như là bác anh Hùng, anh Nguyễn Hùng, anh người ta phản đối. Hay luật sư Nguyễn Phương Hùng, người ta về nước rồi, người ta thấy tình hình rồi. Người ta biết được cái tình hình rồi thì người ta không bao giờ người ta ủng hộ, người ta không bao giờ người ta tài trợ ủng hộ cái bọn mà dân chúc cuội này. Đấy là ý kiến của tôi như thế. Không, thực ra nói với thầy giáo Đinh Thiên Đế như thế này này, chúng ta phải biết là tất cả bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vâng. Đúng không? Cái bọn kèn kèn ở trong nước này lợi dụng cái chết của tên giặc già Lê Đình Kình. Vâng. Để mà như cái kiểu như cái con chim lợn mà cái con đấy nó ăn xác thối thôi. Không, cái nó là đấy chứ đúng rồi đấy. Cái đó nó lợi dụng cái để nó kêu gọi mà. Chứ không phải mà nó thương xót thì tên Lê Đình Kình. Không, nó không bao giờ thương xót, nó kêu gọi. Và chúng ta phải nói ra một điều này này. Cái bọn Việt Tân và cái bọn ở nước ngoài nó chỉ lợi dụng mỗi thằng bên đấy, nó chỉ bỏ ra 10 đô hoặc 20 đô. Vâng, đúng rồi. Nó gửi về tổng số cộng tiền nó là nhiều. Đối với một người, nhưng đối với cả tập thể của họ, những người nước ngoài họ rất là ít, đúng không? Họ chỉ lợi dụng cái tên giặc già Lê Đình Kình, họ kiếm ăn trên cái danh nghĩa là phần yêu thôi. Và họ có những cái phong trào là ủng hộ đồng bào đồng tâm. Thì chúng ta phải nói một điều như thế này. Hiện nay toàn xã Đồng Tâm có khoảng nào gần 9 người nhân khẩu. Và chỉ có 30 cái tên cầm đầu, 30 cái nhóm thảo khấu của tổ đồng toàn thôi. Đây, chứ không phải là cả nhân dân Đồng Tâm. Thế chúng ta chia tỷ lệ ra thì nó phải là 0.03% của nhân dân Đồng Tâm, đúng không? Thế tôi cứ cho rằng là toàn dân Đồng Tâm hiện nay nó còn độ có 90 người đi. Là chống đối. Nếu có 1% mới có 1%. Thế tôi nói ví dụ trong 96 triệu dân Việt Nam có 1% những cái kẻ như là Nguyễn Thúy Hạnh, như Lê Đình Kình, như Trịnh Bá Phương, như Cấn Tử Thêu, như con Tâm ở Dương Nội. Vâng, Lê Thị Tâm. Thế tôi nói và nói với anh này, đấy là một xóm một góc nó ồn ĩ như thế. Vâng. Mà chỉ tính ra cái đồng bào trên toàn xã đó, đấy chỉ có còn đồng nó 0.03% như mình làm gọi là cho nó vống lên gấp 3 lần đi. Vâng. Là 1%. Vâng. Thế 1% thì làm sao mà có thể chiến thắng được cộng sản đây hả anh, thưa thầy giáo Lưu Tuyên Đế? Tôi nói với anh như thế này này, kể cả ngày xưa ở miền Nam cũng thế thôi, đúng không? Vâng. Toàn dân miền Nam người ta nổi dậy phải đến 90%. Vâng. Rồi dậy thì mình mới thắng Mỹ được. Vâng. Chứ 1% nhòm nhò gì với các xã hội như thế này. Đúng. Và cái thứ hai nữa, mình nhìn mặt những hàng ngũ dân chủ cuội ở trong nước, nhất là miền Bắc, như con Nguyễn Thúy Hạnh này, như thằng Dũng Xe Ôm này, như bố con Dũng Mai này, Thảo Teresa này, như mẹ con Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư này, đúng không? Tôi đã điểm mặt từng thằng một, đúng rồi, được rồi. Toàn là lợi dụng gắn mác dân oan, đấy, để mà lợi dụng để kiếm những đồng tiền
nhẹ nhàng mà có. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái này thì nhân dân ta ít người, người ta không có cái phương tiện thông tin đại chúng nhiều, người ta ít hiểu được. Thế như chúng tôi là quá hiểu vấn đề này. Thế như hình như cái việc cái sân trước đấy đã đi quay từng cái chia tiền biểu tình rồi, đã chăn dắt dân oan rồi, mà ăn chia không đều lên mạng đánh nhau rồi, đúng rồi. Như con Hồng Thúy Hoàng này, như bố con Dũng Mai này, anh thấy không? Vâng. Cái vụ này ấy phải chăng là Nguyễn Thị Hạnh đã định dùng cái tài khoản của trong nước để mà kêu gọi ủng hộ, gọi là phúng biếu Lê Đình Kình? Thế liệu Lê Đình Kình có đội mồ sông dậy là mình nhận hay không? Mà trong cái đó con cháu hiện nay, chúng ta phải nói là thằng Kình già mà thằng Kình ngu. Ngu, đúng thật. 86 tuổi mà ngu. 84. Anh thế mà vì những cái mà không có là của mình, mà gọi là tranh đấu, để cho nếu như Lê Đình Kình mà chỉ có trong giai đoạn tranh đấu chống tham nhũng thời gian đầu thôi, thì dừng lại tại đó. Đúng rồi. Dừng lại tại đó. Thì có phải là một anh hùng thực sự chống tham nhũng, là một anh hùng, một đảng viên chống tham nhũng? Đúng rồi. Nhưng từ đó xảy ra cái chuyện mà các thế lực thù địch nó khai thác vào cái lòng tham của Lê Đình Kình. Thì tự nhiên tên Lê Đình Kình này đấy đưa con đưa cháu vào vòng lao lý, có hạnh phúc gì hơn hay là có khổ nhục gì hơn? Đấy, khi mình chết đi để lại cho bao nhiêu đau thương cho con, cho cháu và cho thế hệ mai sau. Đúng. Và hơn thế nữa, để lại làm cái xác thối để cho bọn kền kền nó lợi dụng vào cái thân xác của mình. Ôi Kình ơi, nhục lắm Kình ơi. Cái này tôi nói thêm là nó nói là ủng hộ dân đồng tâm, thì tôi nói thế này, đồng tâm dân người ta không người ta không nhận đâu. Thứ hai nữa là nói với anh là cái số mà 30 người, 30 cái tên chống đối đấy, hiện nay chúng ta đã bắt khởi tố 20. Thế thì so với dân đồng tâm nó khoảng 9.000, tức là nó phải khởi 0.3 đúng không? Đúng rồi, 0.03. 0.03 đúng. Và thế thì hôm qua đây có nhiều, bây giờ cái ở đây là cái trục đường 429 đi qua mà. Đi qua đến Mương Môn đấy, người ta đi chợ đấy, người ta bảo bên ở trong đấy là vào chợ người ta buôn bán, mà người ta mua nông sản, người ta mang hàng đến là dân hai bên đường là người ta bày trưng đào quất, người ta bán rất là sầm uất và rất là nhộn nhịp, người ta chuẩn bị đón Tết này nhỉ. Cho nên là nó nói rằng là ủng hộ dân đồng tâm, nhưng mà dân đồng tâm người ta không thèm, nó thật không đúng thèm. Rồi, dân đồng cái tâm. Người mà người ta có nhận thức, người ta không bao giờ ta thèm mấy cái đồng tiền chơi bẩn có cái bọn hải ngoại đâu. Tôi nói với các anh các chị thế. Đấy. Thế mà tôi bảo chỉ 500 triệu mà chia cho 9.000 dân. Vâng, ôi trời đất. Liệu đồng tâm có chia được cho 9.000 dân không? Nếu như đấy Nguyễn Thị Hạnh và hội dân chủ cuội có thể là gửi về cho tôi, tôi chia cho từng người dân đồng tâm một. Vâng, đúng. Đấy mới là cái công minh. Vâng, chia cho từng người, chia tính khẩu thôi mà chia. Chứ mà không ra được bao nhiêu. Tính khẩu thôi. Vâng. Cho nên là cái này là cái mục đích của cái bọn Nguyễn Thị Hạnh này. Mục đích làm tiền thôi. Làm tiền để kiếm tiền trên cái xác thối của tên Lê Đình Kình mà thôi. Chứ không có tỏ từ lòng thương tiếc gì Lê Đình Kình. Rồi nó cũng mang đến một ít, nó phong bì nó bỏ, rồi nó cũng quay video đây là chúng tôi đồng bào hải ngoại về ủng hộ. Thế là nó quay lên, nhưng mà ở trong nó là bao nhiêu thì mà mới biết được. Mà cái chứng minh đã rõ rồi, đấy, anh em. Chứng minh đấy. Đã rõ rồi, cái đã hội dân chủ cuội như Hồng Thái Hoàng này, như bố con Dũng Mai rồi, đã tranh nhau vì cái vấn đề tiền bạc rồi. Thế vậy thì cái dấu hỏi to tướng đặt trong Nguyễn Thúy Hạnh, liệu có như thế hay không? Và trong cái bằng chứng hội dân chủ cuội trong nước rồi, đi chia cho dân oan, đồng đây 10 đồng, đấy, chia cho dân 1 đồng rồi, đấy, đúng không? Nó có hội chăn dắt dân oan rồi. Vâng, có cái bà sư gì chia tiền, chia tiền được mỗi người 800 hay là bao nhiêu đấy? Đấy, đi biểu tình ấy đi ấy được bằng mấy trăm. Thoa, tức là Lý Thị Hà. Vâng, sư, nhà sư Đàm Thoa, đúng rồi. Đàm Thoa thì tôi đang bảo cho như thế, tôi đã cũng gần mặt mà chỉ mặt người nhà sư Đàm Thoa ở chỗ cái cổng tòa án như thế này, chỗ quan nội không? Nghĩ với cái này không? Lột chân cái mặt thật của Đàm Thoa ngay. Riêng cái này, cái còn kính thưa khán thính giả của Việt Fashion, trong ngày giáp Tết này nếu mà có thời gian, Linh Tăng và Bảo Trâm và các anh em về Fashion sẽ có những cái phóng sự, nếu có điều kiện sẽ có phóng sự vào tận đồng tâm để cho bà con hiểu được cái cuộc sống của bà tâm và đồng bào đồng tâm sau cái vụ tên giặc giàng Lê Đình Kình đã bị tiêu diệt. Và hôm nay thì cũng nói lên cái vấn đề là cái hô hào cái tiền phúng điếu ấy. Nó lợi dụng mà nó lợi dụng cái sự việc đó để nó thế còn Lê Đình Kình là liệt vào cái nhóm khủng bố rồi, đúng không? Ông lên mạng ông tuyên bố đã có bao nhiêu trăm lít xăng này, bao nhiêu quả lựu đạn này, bao nhiêu kg thuốc nổ này, bao nhiêu quả mìn này, bao nhiêu con dao phóng này, tám quả lựu đạn. Và nếu mà vào đây ấy thì
cho chết từ 300 đến 500 người. Đấy, đúng không? Là... Thế thì đương nhiên đó là một tổ chức khủng bố, có vũ trang. Vũ trang luôn. Tổ chức nhân quyền nào vào bên cái tổ chức khủng bố đây? Vâng. Hiện nay thế giới và Liên Hợp Quốc đang ra sức gọi là chống mà nó nhận tiền của Việt Tân mà đúng Việt không? Tân là khủng bố rồi. Đấy, Việt Tân mà công an Việt Nam đã liệt kê vào danh sách khủng bố rồi. Thì nhóm Lê Đình Kình là khủng bố, mà ai ủng hộ cho Lê Đình Kình là những người khủng bố. Tức là tham gia khủng bố rồi. Đấy, vâng, thế thì thầy giáo như thế có điều gì nói về vấn đề này không ạ? Vâng, thế tôi cũng nhất trí như các anh đấy, tức là một thứ nhất là cái nhóm Đồng Thuận ở Đồng Tâm là cái nhóm khủng bố, đôi là tôi kết luận như thế. Thứ hai nữa là chúng nó là đang lợi dụng cái xác chết của Lê Đình Kình để mà chúng nó kiếm ăn. Đấy, như thế nó lợi dụng để kiếm ăn đấy, rồi chắc chắn rồi chia tiền, nhưng mà bây giờ tài khoản là người ta phong tỏa rồi cho nên là không cũng lấy được, mà phong tỏa là đúng quá là như đúng thế. Vâng, bởi vì đấy tài trợ cho khủng bố như ở như bên Mỹ là người ta sẽ lôi ra tòa ngay lập tức đấy, chứ không phải đâu. Việc này nếu như chúng nó cứ nói học cái tự do dân chủ bên Mỹ, chứ nếu như tự do ở dân chủ như ở bên Mỹ nhá, thì xin lỗi nha, mấy thằng đấy chết từ khi không còn để ra tòa mà xử cơ. Đúng như thế, đúng không? Bởi vì nếu mà anh chống lại cảnh sát là nó, chống lại là, nó có thể là bắn chết luôn tại chỗ. Chống lại người thi hành công vụ là bắn chết luôn rồi. Bắn chết tại chỗ. Đúng không? Chứ không làm gì còn cái chuyện mà nhân đạo như cái chúng ta biết thừa biết rồi cái chuyện đó. Chúng ta vì mình cũng có rất nhiều người bên Mỹ bây giờ là giao lưu hai nước là hợp tác với nhau, chúng ta biết rồi, đi lại với nhau rồi. Thứ hai, một số những nhà báo người ta đưa lên mình biết ngay rồi, bắn chết tại chỗ. Ngay cả cảnh sát giao thông mà gặp chống lại cảnh sát giao thông là bắn chết tại chỗ. Đồng bào hải ngoại, và hôm nay là nhân dịp mà năm cũ sắp qua mà năm mới sắp đến, thì tôi nên gửi lời đến những đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, đừng tin những cái bọn dân chủ cuội trong nước. Mà các bạn nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cuộc đời ở sống Việt Nam bằng nửa con mắt mà thôi, chứ các bạn chưa nhìn thấy toàn cảnh. Mà các bạn đang trong cái sự hận thù đất nước, hận thù chế độ cộng sản và hận thù nhân dân Việt Nam, cho nên các bạn nhìn vấn đề theo cách của các bạn. Chứ thực tế cái vấn đề tất cả mọi sự việc đều có nguyên do của nó. Đúng không? Như đó chúng ta phải phân tích rằng một điều rằng đất nào là đất của Đồng Tâm, đất nào là đất của Lê Đình Kình. Vâng. Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy, và tại sao là công an lại tấn công của dân ra ban đêm? Nếu như cái tổ chức Đồng Thuận không đưa quân, đưa những cái thằng vớ vẩn ấy ra phá cái công trình công cộng, phá tường rào không, thì cái này tôi xin kiến thế này này, cái hôm đấy là người ta vào là để người ta lập chốt, thì chưa đang lập chốt thì chúng nó tấn công. Cái thứ hai là người ta nếu mà để ban ngày là nó rất nguy hiểm, nhất là các cháu đi học mà tò mò nó nhìn đến là có thể là không là rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Cái lúc người ta đi buôn bán, người ta đi lại với nhau là cái lúc nó đông người là có thể là bắt giữ tội phạm rất là khó. Lúc nó chống trả như thế thì rất là ảnh hưởng đến cái người dân xung quanh nữa, đúng không anh? Đấy, cho nên là người ta phải và bắt tội phạm thì người ta không kể giờ giấc nào cả. Đã nói với anh tội thì... phạm nguy hiểm, nguy hiểm tổ chức khủng bố và bắt lúc đấy là nó có thể là nó không chạy trốn, nhà nào nó ở nhà đấy rồi, không có người ta bắt chính xác để nó khỏi ảnh hưởng, chứ không nó chạy ra nó nấp quả tre rồi các thứ, nó nấp trường lợn, nó tương lựu đạn ra là rất nguy hiểm. Chứ nếu mà gọi là toàn dân Đồng Tâm mà nó dạy cho chúng nó bảo dân Đồng Tâm, đừng nói oan cho dân Đồng Tâm. Chúng ta chỉ nói nhóm Đồng Thuận của tên Lê Đình Kình. Vâng, nó chỉ khoảng 30 người thôi. 30 chứ không phải là toàn dân Đồng Tâm. Lúc đầu thì nghe đông đông đấy, nhưng mà sau thì người ta bỏ. Người ta hiểu ra đấy, vấn đề, đúng không? Có cái bác thì bác nói chuyện đấy, cái bác tôi cũng quên tên rồi, nhưng bác nói không, là... bởi vì này, họ đánh vào cái lòng tham. Cái tên Lê Đình Kình nó đánh vào cái lòng tham của người dân, bởi vì giờ dân thì... Cái dân đấy là dân của người ta không biết, nhưng mà cái bác mà bác ở trong cái số 14 hộ dân ấy, thì bác có nói là tôi là trong 14 hộ dân và là tôi biết cái đất này đất quốc phòng. Bởi vì sao tôi biết là khi chi mà chúng tôi ở đây là đơn vị bộ đội là xuống, người ta đều nhắc đi nhắc lại là các bác không được xây nhà kiên cố đó, hay là không được đào sới nó như thế. Và đến lúc đi là vận động người ta đi ngay, bởi vì là thực tế mà nói nha. Không, thế này này, tôi nói cho anh đây là tại sao tôi gọi bà một những người mà trước kia người ta nghe nhẹ dạ cả tin ấy. Bởi vì họ cái tên Lê Đình Kình ấy nó đánh vào cái lòng tham của nhân dân. Một số người không hiểu đấy, nói rằng là nếu như đòi được. Được cái chia bao nhiêu đấy. Thì được chia. Vâng, đúng rồi. Cái đất của Kình đâu mà Kình nói chia. Vâng, đúng rồi. Kể cả đất đấy quả là đất của Đồng Tâm chăng nữa. Cũng Kình không có quyền. Kình không có quyền. Không có quyền. Đất của Đồng Tâm cho nữa là chúng ta phải là luật đất đai rồi. Có quốc pháp mà ra có gia quy. Mà xã quyền nhà nước quản lý. Xã cũng không có quyền chia. Độc quyền nhà nước quản lý cơ mà. Chúng ta chỉ được cấp quyền sở hữu thôi. Quyền sử dụng thôi, sử dụng chứ không quyền sở hữu, đúng không? Và. Thế thì khi nhà nước trưng dụng một công việc quốc phòng thì đương nhiên nhà nước nơi nước đấy thôi. Và. Dù đến Kình không có quyền, nhưng Kình mạnh mộm rằng là nếu đòi được
thì sẽ chia cho nó phải lúc hết này, nó hết này để cho là đánh vào lòng tham. Kình ơi, kình nằm sâu dưới ba tấc đất, đất này lạnh lẽo lắm kình ơi. Khi mà nếu mà xã mà người ta cấp đất ấy, là người ta những gia đình nào mà có nhu cầu mà người ta xét đến cái thực tế là cần đất thật đấy thì là làm đơn xã, người ta bắt đầu người ta mới xét duyệt là theo cái tiêu chuẩn của cái xã đấy là bao nhiêu được mà mấy trăm mét vuông để làm nhà, sau đó là người ta mới làm đơn cho huyện, huyện bắt đầu người ta mới duyệt cho cả huyện cơ, chứ không phải là sau đó người ta cấp sổ đỏ. Mà cấp sổ đỏ đó là anh như là cấp quyền sử dụng thôi, không cấp sổ đỏ anh. Số đỏ vẫn chỉ là cái quyền sử dụng thôi. Vâng, cái sổ đỏ nhưng mà nó gần như là bất khả xâm phạm đấy. Khi mà anh dùng từ bất khả xâm phạm. Không, thế này này, không thế này tôi nói này, bây giờ nếu như chứng dụng là công trình quốc cái dinh vẫn lấy bình thường. Vẫn lấy bình thường. Vấn đề nhưng mà lúc cái giá đền bù nó khác với cái đất mà anh đang trồng cây nông nghiệp nó lại khác. Đúng rồi. Nếu anh dùng từ bất khả xâm phạm thì cái này không được. Vâng, rồi tôi phải thấy tôi dùng từ sai, đúng không? Anh dùng từ sai. Vâng. Tức là cái đất mà nó có nhiều loại đất. Đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm nó khác, mà cây ngắn ngày cái đất lúa nó khác. Đấy, người ta đền bù theo cái ví dụ cái cây lưu niên của tôi là thu hoạch khoảng 100 năm hay là 200 năm. Đúng thì rồi. Tôi nhưng mà bây giờ tôi mới sử dụng mới khai thác được 1 năm thì anh phải đền bù theo cái giá nào đấy? 99 năm. Vâng. Đúng không? Thế đấy. Còn anh mà cái đất lúa thì là nhà nước lại thu hồi theo một cái cách có mấy triệu mấy mét vuông thôi, nó lại khác. Này, như thế. Nó theo mà, cái giá chung của nhà nước rồi. Giá chung và đồng thời là người ta là còn có cái sổ của đội sản xuất người ta lưu trữ cơ. Đấy, chứ không phải đâu, hợp tác xã người ta lưu trữ cơ, chứ không phải là anh là đòi cái gì là đòi được. Ngu thì chết thôi. Vâng, ngu thì đến bây giờ thì Kình ơi. Ông Kình thì là một là coi như là danh thì mất rồi, người thì chết mà danh thì cũng không còn nữa. Đấy. Xác Kình đã làm dưới sâu dưới ba tấc đất, đến hôm nay là trương phành lên rồi. Vâng. Để cho cái bọn kèn nó mổ xác Kình lên nó chén. Vâng, đúng không? Đúng như thế. Vâng. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất đau.